Cộng Hòa Séc nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, phòng ngự vững chắc và khả năng phản công sắc bén. Đối mặt với họ là Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng có lối chơi tấn công mạnh mẽ và không ngại đối đầu trực tiếp, đặc biệt khi họ sở hữu tài năng trẻ Guler. Trận đấu này hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa sự chặt chẽ trong chiến thuật của Séc và sự quyết tâm, nhiệt huyết của Thổ Nhĩ Kỳ. Bên kia chiến tuyến, chiến thắng mở màn của Thổ Nhĩ Kỳ trước Georgia có thể đủ để giúp họ vượt qua vòng bảng ngay cả khi kết thúc ở vị trí thứ ba nhưng đội bóng của vincenzo Montella chắc chắn không muốn như vậy họ sẽ phải đảm bảo một suất đi tiếp với tư cách á quân trong khi bồ đào nha đã giành được vị trí đầu bảng thổ nhĩ kỳ biết rằng một trận hòa là đủ để đảm bảo vị trí á quân ở bảng s trong khi đó cộng hòa séc sẽ chơi tấn công nhằm tìm kiếm ba điểm để đi tiếp nhiều khả năng trận đấu này sẽ diễn ra với thế trận cởi mở và bùng nổ bàn thắng